nếu mà tính lấy gì nhà Azro đang mua. Để nằm, nó sẽ làm gì thời điểm này? Dạ quỷ biết. Ui, bên phía Bam đang bò, đọc có được cái đầu này. Một Stinger chạy bàn, triple kill đã tin tay. Theo mình thì Lazy là một đội hình ổn nhưng mà không có xuất sắc. Không có player nào thật sự quá nổi bật so với chúng mình cả. Phải thắng được cả. Vẫn là những tình huống đồ sùng. Triple kill cho ATK và người cuối cùng cũng đi. Tìm tài trợ, họ là biến số chúng tôi chưa thể tìm ra. Ta sẽ được xem màn trình diễn và Đại Cô Te cũng đã làm nốt bảo kinh rồi, quát kill gì còn lại. Suka và Vinet là những player giỏi. Có lẽ họ sẽ là một xíu lo lắng của tôi trong trận đấu lần này. Bắt một người, nhưng là một thứ 1-1. Không, đó là 3-1. Suka được nhấp nhá, cần có một người chơi anti-flag. Chúng tôi chỉ việc xem phẳng bọn họ và hạ gục tất cả đội hình bọn họ. Những kẻ đối đầu với Lazy hôm nay sẽ phải câm nín. Chúng tôi đã thất bại trước Fnatic tại mùa giải trước. Họ là những gã khổng lồ có bài bản và những cú dậm chân của họ cực kỳ chính xác. Trong Fnatic thì player Zaken là nổi bật nhất. Tại vì player đó có một cái khả năng in-game leader rất là tốt. Big Bang là một đội tuyển rất là thất thường. Và có những lúc họ rất là ghê gớm khiến đối thủ trở tay không kịp. Player ấn tượng nhất bên Big Bang đó chính là anh Vít. Vì anh ấy có khá là nhiều kinh nghiệm nên anh ấy rất là nguy hiểm. Người rồi, chạy đi đâu đây Lowfire ơi, chỉ có thể đẩy ngược về thôi. Cầm flash trên tay, anh em gọi, lại mẹ Pretty cứu bạn đi hơn. Đừng cố gắng quá nhé, bởi vì đằng nào bạn thua thôi.